thấy thương tin mới, đó là tour ngủ ba ngày, thiết kế bè nuôi cá. À, trước thì ngắn, đằng sau thì dài, tạo sự lăng lăng sang trọng lung linh ở trên sân khấu, phù hợp cho tất cả các cá nhân đội nhóm, đặc biệt là đi thi đấu các chị em mình nhé. Với cái thiết kế này thì các chị em nhìn thấy ạ, đây là vòng cổ này, vòng cổ có một cái chiếc vòng cổ rất là xinh này, tái tạo điểm nhấn, rồi là tua kim sa che bụng, à che có phần ngực này, có một cái khoảng nhuộm để tạo cái độ hồng cho váy, đồng thời cũng là che cái bụng khuyết điểm cho chị em mình nhé. Rồi đằng sau này tôn hông tôn dáng rất là đẹp. Đây là chiếc thiết kế mẫu mới. Ai yêu thích cái mẫu này hãy liên hệ và đặt với bên em. Số điện thoại bên em đã ghi ở trên màn hình rồi, để xin về cái đội của mình những chiếc trang phục ấn tượng, độc đáo và sang trọng hơn duy nhất để đi gửi những cái video trong những chương trình sắp tới để cho chị em mình nhé. Hãy gọi điện hoặc nhắn tin Zalo, số điện thoại bên em đã ghi ở trên màn hình rồi. Với cái thiết kế này sẽ phù hợp với tất cả các chị em từ 45 cân đến 65 cân vừa, chiều cao từ 1m50 cho đến 1m70 cũng có thể là ngoài vừa cho tất cả các chị em mình nhé. Hay là thích cái trang phục này hãy liên hệ và điện với bên em.